Cả nhà đổi đời giàu to nếu mùng 1 tháng 3 âm lịch thắp hương vào 3 giờ hoàng đạo này. Trúng số cực đậm đổi đời giàu to. Quý vị sẽ đổi đời giàu có sau một đêm. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những giờ tốt thắp hương trong cái ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Và ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch thì nó sẽ rơi vào cái ngày Quý Mão. Và để xét xem giờ nào thắp hương để được may mắn tài lộc thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, như chúng ta đã biết, thắp hương là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống tâm linh từ nhiều đời của dân tộc Việt Nam. Thông thường thì người ta thắp hương là để khẩn thiết cúi xin, cầu mong tấm lòng thành kính của mình sẽ quyện theo cái làn khói hương hướng về cái cõi linh thiêng, nơi mà tổ tiên, thần linh đang ngự trị ở đó. Mỗi một nén hương khi được thắp lên cũng gửi gắm nhiều cái thông điệp của trần gian đối với đất trời, đối với tổ tiên, đối với ông bà, cha mẹ, những người đã sinh thành ra chúng ta. Nó cũng làm cho gia đình được ấm áp, lòng người được thanh thản, an yên hơn. Do vậy, trong kinh kệ mới có cái bài nguyện là gì? Nguyện đem lòng thành kính, gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi tam bảo. Vì tính chất linh thiêng như vậy, nên cái việc thắp hương tuyệt đối không thể tùy tiện. Và có những cái sai lầm đại kỵ khi mà thắp hương, mà nếu mà phạm phải thì gia chủ sẽ tự tay phá hoại cái con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc của mình. Cũng như là gì? Của mọi người trong gia đình. Dù đang có giàu có đến mấy thì cũng trở nên trắng tay nghèo đói. Đặc biệt là cái thời khắc thắp hương nó cũng là nói lên một cái ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nó cũng quyết định phần nào đó đến cái cát hung vận hạn của gia đình. Vậy thì khi thắp hương chúng ta sẽ thắp vào giờ nào để được đại cát đại lợi, mang lại được cái may mắn tài lộc hanh thông cho quý vị? Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, thì trước ngày rằm ngày mùng 1 hàng tháng hoặc là hàng năm thì mọi người cũng đặc biệt là tiến hành một cái nghi lễ gọi là lau dọn bàn thờ, tỉa chân nhang. Để gì? Để cho bàn thờ được sạch sẽ, được thoáng đãng. Khi đó các cụ về ngự mới được gì? Ở được lâu hơn. Thêm nữa là để sử dụng cái nước lau dọn bàn thờ ấy và cái đồ lau dọn bàn thờ thì quý vị nhé, vì cái khăn lau thì quý vị sẽ phải dùng cái khăn riêng, khăn sạch, không được dùng cái khăn chung rồi dùng cái đồ dùng khác. Ví dụ như cái khăn lau bát đĩa, rửa bát khi mà ấy, hoặc là khăn lau bàn, lau ghế thì cũng không nên dùng để lau bàn thờ, mà quý vị cần phải có một cái khăn sạch riêng. Bên cạnh đó thì khi lau dọn bàn thờ, quý vị cũng sẽ sử dụng một cái chai nước lau dọn bàn thờ là cái nước bao sái bàn thờ nhất tâm hương. Để gì? Để chúng ta lau dọn bàn thờ cho không gian thờ cúng nó được thơm tho hơn, sạch sẽ hơn. Cái nước bao sái bàn thờ nhất tâm hương này nó có thành phần từ các hương liệu tự nhiên, từ ngũ vị hương như là quế, hồi, đinh hương, gỗ vang, bạch đàn, bồ hoàn, chanh xả. Nó sẽ làm sạch và tẩy uế cái bụi bẩn trên bàn thờ. Hơn nữa, cái mùi của cái chai nước nhất tâm hương này, cái hương vị quế nó sẽ rất là thơm. Nó sẽ giúp cho không gian cái thờ cúng nó thanh tịnh hơn, ấm cúng hơn, giúp cho các cụ về ngự được lâu hơn. Quý vị cầu mong thì nó cũng sẽ được gì? Được linh ứng hơn. Vì vậy quý vị hãy liên hệ với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái chai nước nhất tâm hương về lau dọn bàn thờ cho được thơm tho sạch sẽ, khấn vái cho được gì? Thành tâm và sẽ được tự tin hơn. Mỗi chai nước sẽ được kèm với một cái khăn lau bàn thờ. Vậy nên quý vị cứ yên tâm, không phải dùng chung với cái khăn loại khác, khiến cho gì? Cái không gian thờ cúng nó không được linh ứng nữa. Đó. Quý vị nhớ nhé, liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái chai nước lau sái bàn thờ nhất tâm hương, giúp cho gì? Cái việc thờ cúng được linh ứng hơn, cầu gì được nấy. Thưa quý vị, sau đây thì Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những khung giờ đại kỵ thắp hương. Đấy. Chớ dại thắp hương theo kiểu này, dù có giàu có đến mấy cũng trở nên trắng tay nghèo đói suốt đời. Thưa quý vị, dương hương trên bàn thờ tổ tiên là một trong những cái nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong các dịp lễ Tết, Dỗ, Chạp, ngày rằm, ngày mùng 1. Nén hương được thắp lên thì mọi người cũng cảm thấy ấm lòng hơn. Nén hương lúc này nó không còn là cái thứ hàng hóa bình thường nữa, mà nó đã trở thành một cái sản phẩm tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam. Cái nét đẹp đó đã tạo nên và bảo tồn nên cái giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Nén hương được thắp lên cũng gửi gắm nhiều cái thông điệp của trần gian đối với đất trời, đối với tổ tiên, đối với ông bà. Nó cũng làm gia đình được ấm áp, lòng người cũng được thanh thản an yên. Và dưới đây là một số cái nguyên tắc cần phải ghi nhớ khi mà thắp hương. Trước khi chọn giờ tốt thắp hương thì chúng ta cũng cần phải chọn ra những cái lưu ý để chúng ta thì khi thắp hương không bị phạm. Thứ nhất là số lượng nén hương thắp lên bàn thờ. Khi mà thắp hương thì người ta thường thắp theo số lẻ,
bởi số lẻ tượng trưng cho cái phần âm. Do đó, có thể thắp 1, 3, 5 hoặc 7 hoặc 9 nén hương. Và ý nghĩa của việc thắp hương hoặc là nhang theo quan niệm của dân gian như sau này. Khi mà thắp 1 nén hương là ngụ ý là bình an hương, thắp 3 nén hương là bảo vệ những người thân trong gia đình tránh những cái tai ương, thắp 5 nén hương là 5 phương trời, đất 5 hướng thần linh, cầu mong được đất trời phù hộ độ trì cho gia đình được may mắn bình an. Thắp 7 nén hương là để mời gọi thiên binh thần tướng. Nếu mà không phải việc bất đắc dĩ thì không nên dùng cái lễ hương này. Thắp 9 nén hương thì là cái tín hiệu cầu cứu. Nếu mà bất đắc dĩ không có nơi nào để cầu cứu nữa, nhân lực không đủ cứu vãn thì mời Ngọc Hoàng Đại Đế cũng như là Thập Điện Diêm Vương cứu giúp quân dân cứu khổ cứu nạn. 9 nén hương thì thường được bày theo cái hình dạng là ba hàng ba cột. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là quy phạm sử dụng hương. Quý vị thân mến, quy phạm trong cái tôn giáo phần lớn có quy định chi tiết trong cái giới luật của kinh điển tôn giáo, nhưng đôi khi cũng căn cứ theo mỗi người, mỗi khu vực mà cũng có sự khác biệt nhất định. Dưới đây là một số cái ví dụ về quy phạm thường gặp trong cái việc sử dụng hoặc là dùng hương. Đấy. Chúng ta biết hương có nguồn gốc từ cái hương liệu tự nhiên. Quý vị cũng không nên dùng cái hương hóa học, vừa làm tổn hại đến sức khỏe của bản thân, lại vừa không biểu đạt được cái tấm lòng thành kính. Nơi sử dụng hương thì không hạn chế các nơi như là cúng dường cho Đức Phật, hoặc là trịnh tay, trai giới, trừ tụng, hoặc là giảng thuyết pháp kinh hay là thỉnh cầu. Tại gia đình thì có thể dùng ở bàn thờ, ở phòng khách, hoặc là cất giữ hương ở những nơi cố định, khô ráo và sạch sẽ. Tốt nhất là lựa chọn những cái hộp hương có thể đậy kín để hương ở trong đó, và không để hương cùng với các sản phẩm khác. Không để hương chưa đốt ở trên bàn thờ. Khi mà lấy hương thì phải thận trọng nhẹ nhàng, không để rơi vãi hoặc là đánh gãy. Quý vị cũng cần phải thường xuyên lau dọn bàn thờ, đồ thờ cúng. Đặc biệt là quý vị hãy nhớ đấy, luôn gì sử dụng cái nước nhất tâm hương để lau dọn bàn thờ. Đấy. Không sử dụng các loại nước khác vì là gì nó không được chuẩn. Đó. Bên cạnh đó, quý vị cũng phải gì lau dọn những cái đồ thờ cúng như là lư hương hoặc là gì bàn thờ, mặt bàn thờ, hoặc là những đồ thờ cúng như lọ hoa, đĩa bồng vân vân. Đấy. Hơn nữa, khi mà thắp hương ấy, thì quý vị cũng cần phải chú ý cái phong thái của bản thân, phải đoan chính, nghiêm trang. Khoảng cách giữa chỗ đứng với cái bát hương thì không quá xa cũng không quá gần. Đó là cũng điều không tốt. Trước khi thắp hương thì cũng nên sắp xếp ổn thỏa những cái vật phẩm thờ cúng như là hoa tươi, nước sạch, rồi sau đó chúng ta mới tiến hành cái công việc thắp hương. Đó. Quý vị thân mến, như chúng ta đã biết, cái việc thắp hương lên bàn thờ là cái tập tục thờ cúng đã có từ lâu đời. Đó. Và thắp hương nó mang cái ý nghĩa rất sâu sắc. Thứ nhất là để làm cho tâm hồn được an yên tự tại, trầm lặng trước bàn thờ, thì mọi xô bồ của cuộc sống sẽ được gác lại sang một bên. Tâm tư thoải mái thì cầu khấn những điều mình mong mỏi sẽ sớm thành hiện thực. Thứ hai là cái việc thắp hương sẽ mang lại cái thông điệp cầu khẩn của con cháu đến các vị thần Phật gia tiên, chứng giám cho cái tấm lòng thành của mình theo cái làn khói hương mà lan tỏa khắp nơi. Những cái lời nguyện cầu ước ao sẽ giúp cho con người có điểm tựa để hướng đến những cái điều tốt đẹp hơn, hy vọng về một cái tương lai tươi sáng hơn, nơi mà những điều cầu khấn sẽ sớm trở thành hiện thực. Vậy thì một cái câu hỏi quan trọng đó là gì? Gia chủ có nên thắp hương hàng ngày hay không? Thưa quý vị, câu trả lời là nên thắp hương hàng ngày, vì thắp hương mỗi ngày là một cái tập tục đã có từ lâu đời của người dân Việt Nam, thể hiện cái tấm lòng thành kính đối với gia tiên, với các vị thần linh, cũng giữ được cái sợi dây kết nối linh thiêng giữa người cõi dương với người đã khuất. Trong đời sống và trong công việc hiện tại, chúng ta nên dành ít nhất ra một khoảng thời gian vào buổi sáng và buổi tối để thắp hương. Nói chung ấy, thắp hương nó sẽ khiến cho cái không khí trong nhà nó được ấm cúng hơn, lòng người sẽ được an yên nhẹ nhàng hơn. Cái khói hương nó tỏa ra trong cái ngôi nhà có thể giúp cho gì mở đầu một ngày mới được tươi khỏe và kết thúc một ngày làm việc bận rộn. Hương có tác dụng là giảm được cái căng thẳng và cái lo âu. Thứ hai, thắp hương hàng ngày như thế nào cho đúng? Quý vị thân mến, thắp hương hàng ngày thì chúng ta nên thắp hương ở bàn thờ thần tài, bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên. Nói chung ấy, nếu mà có thì chỉ cần một cây hương là đủ. Khi thắp thì phải cắm nhang thẳng và thành tâm khấn bái. Nếu mà nhà có cổng ấy, thì quý vị ở trong miền Nam ấy, hoặc là trong khu vực miền trong trở vào ấy, quý vị thường thắp hương ở những cái cây to hoặc là cái cổng trước nhà thì đều có những cái chỗ để cắm hương. Đấy. Trước nhà hoặc là một cái cây xanh thì quý vị cũng đã thắp hương. Đấy.
Thứ ba là gì? Thắp hương mỗi ngày. Thì vào cái thời gian nào? Thưa quý vị, thời gian thắp hương mỗi ngày thì thường vào buổi sáng đấy, để khởi đầu một ngày mới, và buổi tối để khép lại một ngày. Chúng ta thắp hương ở những nơi mà mình đã nêu ở trên ấy, với một nén hương, bởi cái sự thành tâm là quan trọng nhất. Thứ tư là những cái lưu ý khi mà thắp hương. Quý vị thân mến, khi thắp hương chúng ta cũng cần phải có lời cầu khấn. Khi thắp hương ở những nơi đường xá đình đền, khi mà có khói hương lên ấy, thì cũng như có lời mời. Lúc đó sẽ có các vong linh vây quanh kéo đến. Người thắp hương cần phải mời đích danh vong linh hoặc là những người mình cầu khấn về hiến hưởng, thì mới được người đó, được thần đó chứng và hiến hưởng cho. Nếu không ấy, thì lời cầu khấn lễ vật cũng được coi là lễ vật vô chủ, ai hưởng cũng được. Thậm chí là thập loại cô hồn có thể kéo đến thụ hưởng. Như thế là gì? Là công cốc đấy. Ở nhiều vùng thuộc Nam Bộ ấy, thì người ta còn thắp hương ở từng gốc cây, gốc trà, với quan niệm là mọi vật thì đều có đời sống tâm linh của nó. Cũng như là để thần thánh hoặc là vong linh, hương linh hút vào cái sức lực và gì? Hiển linh. Tiếp theo là cách thắp hương và khấn niệm. Một điều mà chúng ta cũng cần phải ghi nhớ là mỗi lần dâng hương trước ban thờ hoặc là dâng hương thì chúng ta phải dâng hương bằng cả cái tấm lòng thành kính, mà chúng ta còn phải có chánh niệm và có sự tập trung. Nên cắm từng nén hương với hai tay và cắm cho ngay thẳng, tượng trưng cho tấm lòng ngay thẳng của chúng ta, mặc cho bão táp phong ba không hề rời đổi, giữ nguyên cái phong cách của người quân tử, tấm lòng trong sạch để lưu tiếng thơm muôn đời. Nén hương thì được thắp lên như một cái sợi dây vô hình kết nối giữa hai thế giới âm linh và người cõi dương đấy, và những người đã khuất. Vậy thì chúng ta nên thắp hương như thế nào để thu hút tài lộc? Thưa quý vị, thứ nhất chúng ta cùng xét về cái ý nghĩa của số nén hương 1357. Một nén hương, buổi sáng người ta thắp một nén hương để lên ông ban, ban thờ thần tài, ông địa cũng như là ban thờ gia tiên ấy. Số 1 là cái số dương, ý là gì? Những người sống thành tâm cầu khấn, cầu thần linh, cầu mong các vị thần linh phù hộ cho chúng ta được buôn may bán đắt, làm ăn thì gặp được nhiều may mắn, vạn sự được cát lành. Vì vậy, số 1 thể hiện cái tấm lòng thành kính. Thắp ba nén hương, số 3 là cái số dương. Con số 3 thì nó có nhiều cái quan niệm khác nhau. Đó có thể là tam bảo, tức là gì? Phật, Pháp, Tăng. Có thể là tam giới, như là gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tam thời, nó bao gồm là quá khứ, hiện tại và tương lai. Hoặc là tam vô lậu học, tức là ba giới, giới định tuệ của nhà Phật. Trong phong thủy thì số 3 tượng trưng cho tam giới, tức là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Vì vậy, khi mà cúng bái, cúng dỗ, cúng lễ động thổ, cưới xin hoặc là làm những việc quan trọng trong đời thì người ta thường thắp ba nén hương lên ban thờ và khấn Hoàng Thiên Hậu Thổ. Hoàng Thiên tức là trời, Hậu Thổ tức là đất, và những cái vong hồn tức là nhân đấy, phù hộ độ trì để cho mọi việc được hanh thông thuận lợi. Thì nhìn chung ấy, người Việt Nam ấy thường thắp ba nén hương để thể hiện cái ý nghĩa tâm nhang, tức là gì? Lòng thành kính. Giới nhang tức là theo lời dân dạy của Phật Thánh Tổ Đường, và định nhang tức là tuyệt đối không thay lòng đổi dạng. Tiếp theo là năm nén hương. Năm nén hương, con số 5 là năm phương trời đất, năm hướng thần linh. Theo phong thủy thì đó là ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Chỉ khi quốc gia hay là tập thể dòng họ hay là tổ chức gặp những cái việc trọng đại có ý nghĩa cao đẹp thì mới thắp năm nén hương để lên hương án, để gì? Cầu cho ngũ phương, ngũ thổ, long thần, ngũ hành, phúc đức chính thần đó. Tức là khắp trời đất chứng giám cho lòng thành kính của con người, của người đại diện. Cầu cho gì? Được may mắn bình an. Tiếp theo là lên chùa thì thắp một nén hương. Khi chúng ta đến đỉnh đền Mứu Phủ Chùa Chiền thì chỉ nên thắp một nén hương là đủ. Một nén hương còn gọi là tâm hương. Tuy chỉ là một nén hương nhưng mà lại gì? Bao gồm 5 cái ý nghĩa sắc hương khác nhau. Giới hương tức là tự nhắc nhở mình đấy, luôn thiện tâm để tâm hồn luôn ở trong sáng. Định hương tức là giữ cho lòng được yên ổn, không bị cái xấu. Tuệ hương tức là làm cho trí não luôn được sáng suốt để thu nhận được nhiều cái điều tốt đẹp. Thiện hương, chi kiến hương giúp chúng ta vững tin, phát triển cái năng lực trí tuệ. Giải thoát hương giúp chúng ta buông bỏ những cái muộn phiền, ưu phiền, những cái ham muốn, tội lỗi. Thì ngoài ra ấy, ngày nay thì các đình đền miếu phủ chùa chiền thường là khuyến khích mọi người thắp một nén hương. Thứ nhất là để bảo vệ môi trường, thứ hai là cũng để phòng tránh cháy nổ và lãng phí đó. Thưa quý vị, vừa rồi là những cái lưu ý khi mà chúng ta cần phải thắp hương đó. Và ngay sau đây thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái giờ tốt để thắp hương trong cái ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch, ngày Quý Mão. Đó. Vậy thì trong ngày mùng 1 tháng 3 chúng ta nên thắp hương vào những giờ nào? Ngay sau đây Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
Thưa quý vị, thì đầu tiên để biết chọn giờ tốt thắp hương thì chúng ta cũng cần phải xét qua về cái ngày Quý Mão. Thì cái ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch, ngày Quý Mão, nó rơi vào ngày mùng 9 tháng 4 dương lịch. Ngày này có thiên can là Quý, có địa chi là Mão. Quý Thủy gặp Mão Mộc, tức là gì? Can sinh cho chi là ngày Bảo Nhật. Nạp âm của ngày nó là Kim Bạc Kim. Đấy. Nạp âm Kim thì kỵ những người tuổi Đinh Dậu và những người tuổi Tân Dậu. Ngày thuộc hành Kim thì khắc hành Mộc, đặc biệt các tuổi Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi. Nói chung ấy, ngày Mão thì lục hợp với Tuất, đấy, tam hợp với Mùi và Hợi để tạo thành gì? Mộc cục. Mão thì xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuyệt thân. Trong ngày hôm nay, ngày mùng 1 tháng 3, ngày Quý Mão thì có trực là trực bế và có sao Vĩ là cái sao cát trong cái bộ Nhị Thập Bát Tú. Và cái ngày Quý Mão này thì nó đã khởi vào cái tiết Thanh Minh nhá. Tiết Thanh Minh nó khởi vào ngày 26 tháng 2 âm lịch ấy, mà đây đã là mùng 1 tháng 3 nên nó vẫn thuộc cái tiết Thanh Minh. Thì quý vị có thể cúng tiết Thanh Minh vào thời điểm này cũng được. Các cát thần trong ngày hôm nay thì có Minh Phệ Đối, có Ngũ Hợp, có Quan Nhật, có Thất Thánh, Vượng Nhật và Yếu An. Các hung thần thì có Câu Trần, có Hoành Thiên Châu Tước, có Nguyệt Hại, Nguyệt Hỏa, Nguyệt Kiến chuyển sát, có Sơn Cách, có Thiên Địa chuyển sát, có gì Thiên Lại, có gì Thiên Địa Tránh Chuyển, Thiên Địa Hung Bại, Thổ Ngân, Chí Tử, Trường Tinh, Tứ Quý Bát Tọa, Tứ Đại Kỵ hoặc là Độc Hỏa. Đó là những cái cát hung trong ngày, mà cát tinh và hung tinh, để chúng ta biết là chúng ta chọn ra những giờ tốt. Và bây giờ để chọn ra cái giờ tốt để thắp hương ấy, trong ngày mùng 1 tháng 3 ấy, thì quý vị hãy mở cái trang 137 của cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Thì ở trong này đã hướng dẫn toàn bộ cho quý vị và các bạn về cách chọn ra những giờ tốt để chúng ta tiến hành mọi việc cho được thuận lợi, may mắn và hành thông. Thưa quý vị, chúng ta biết ngày hôm nay là ngày Quý Mão, thì quý vị hãy mở trang 137 nhé. 137, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư, tự xem ngày giờ tốt cho mình mà không bị phụ thuộc vào bất kỳ ai. Bây giờ chúng ta cùng xét xem giờ tốt thắp hương trong ngày mùng 1 tháng 3. Quý vị thân mến, cái giờ tốt đầu tiên chúng ta xét đó là giờ Tý. Giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ nó là giờ Nhâm Tý. Giờ Nhâm Tý thì có Hỷ Thần, có Triệt Không, có Tư Mệnh. Đấy, có Phượng Liễn, có La Thiên Đại Tiến, có Ngũ Phù Nhật Lộc Thời Hình, Thiên Cương, có Triệt Lộ Không Vong, Thổ Tinh và Cửu Sú. Nói chung cái giờ này xấu đó, quý vị không nên dùng. Tiếp theo, chúng ta xét đến giờ thứ hai là giờ Sửu. Từ 1 đến 3 giờ thì nó là giờ Quý Sửu. Giờ Quý Sửu thì nó có Triệt Lộ Không Vong, có Câu Trần. Đó, có Triệt Lộ Không Vong, có Câu Trần. Có La Hầu, có Câu Thần và có Vũ Khúc Tỷ Kiên. Đây cũng là một khung giờ xấu mà quý vị không nên dùng. Tiếp theo, chúng ta xét đến giờ thứ 3 là giờ Dần. Giờ Dần thì nó là từ 3 giờ đến 5 giờ, nó là giờ Giáp Dần nhá. Giờ Giáp Dần thì có Thanh Long Hoàng Đạo. Đấy, có Tứ Đại Cát Thời, có Tả Phụ Kim Tinh, Thiên Cẩu Hạ Thực, có Thần Tại, có Thiên Tặc. Thì đây cũng là một khung giờ tốt nhá. Đây cũng là một khung giờ tốt. Đó. Tiếp theo, chúng ta xét 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng, nó là giờ Ất Mão. 5 đến 7 giờ nó là giờ Ất Mão. Giờ Ất Mão thì có Minh Đường Hoàng Đạo, có Thiên Ất Quý Nhân, có Phúc Tinh Quý Nhân, có Thái Dương, có Trường Sinh, có Thời Kiến, có Cửu Số. Như vậy là gì? Cái giờ này là giờ tốt nhá, giờ tốt để thắp hương. Quý vị có thể tiến hành thắp hương vào 5 đến 7 giờ sáng được. Như vậy giờ tốt đầu tiên chúng ta có là gì? 5 đến 7 giờ. 7 giờ sáng là giờ Ất Mão. Tiếp đến chúng ta xét đến giờ Thìn. Từ 7 giờ đến 9 giờ, đúng không? Giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ nó giờ Bính Thìn, thì nó có Hỷ Thần, có Nhật Hại. Bên cạnh nó trong cái ngày này thì lại có chỉ có Tuần Trung Không Vong, có Hỏa Tinh Thiên Binh, có Thiên Quân Quý Nhân, có Quý Đăng Thiên Môn, có Hỷ Thần Vũ Khúc, đúng không? Như vậy cái giờ Thìn này ấy, nói chung ấy, trong cái ngày Quý Mão thì nó cũng sẽ rất là tốt, mặc dù nó có Nhật Hại, nhưng mà đây cũng là một cái giờ tốt để quý vị tiến hành công việc thắp hương nhá. Đó là từ gì? 7 đến 9 giờ. Đó là giờ tốt thứ hai. Tiếp theo chúng ta xét giờ Tỵ. Giờ Tỵ thì nó có Nhật Mã, có Chu Tước, đúng không? Hơn nữa cái giờ Tỵ này nói chung ấy thì nó có La Thiên Đại Thoái, có Tuần Trung Không Vong, có Cổ Mộ Sát. Bên cạnh đó nó có Thiên Nữ Quân Nhân, có Tứ Đại Cát Thời. Nhưng mà gì? Nói chung ấy thì giờ Tỵ thì chúng ta cũng sẽ không dùng được nhé, vì nó có rất nhiều hung tinh. Tiếp đến chúng ta xét giờ Ngọ. Giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thì nó là giờ Mậu Ngọ. Giờ Mậu Ngọ thì có Kim Quỹ Hoàng Đạo. Có Kim Quỹ Hoàng Đạo. Đó. Và gì có gì Thái Âm, có Ngũ Hợp, có Hà Khôi, Lục Mộ, Lôi Binh, Cửu Sú. Như vậy cái giờ Ngọ này cũng là một khung giờ tốt nhá, thì quý vị có thể dùng được. Giờ tốt thứ ba là giờ từ 11 đến 13 giờ thì nó là giờ Ngọ. Tiếp đến chúng ta xét giờ Mùi.
Giờ mùi thì nó từ 13 giờ đến 15 giờ nó là giờ kỷ mùi. Giờ kỷ mùi thì có các sao như là gì? Có thiên đức, đấy, thiên đức thì có thiên đức bảo quang tinh, có tam hợp, có đường phù, có mộc tinh. Đấy. Bên cạnh đó thì nó cũng có gì? Giờ mùi, nó có ngũ bất ngộ và có quả tú. Nhưng mà gì? Tổng quan lại cái giờ này vẫn là tốt thì chúng ta có giờ tốt thứ tư là từ 13 giờ đến 15 giờ. À, tiếp đến chúng ta xét đến giờ thân. Từ 15 giờ đến 17 giờ nó là giờ canh thân. Giờ canh thân thì có bạch hổ hắc đạo, có ngũ quỷ, có kế đô, có kiếp sát, có địa binh, có tứ đại các thời, có quốc ấn và có minh tinh. Thì đây là khung giờ xấu nhé, quý vị không nên dùng. À, tiếp theo chúng ta xét đến giờ 17 đến 19 giờ, giờ Dậu đúng không ạ? Giờ Dậu nó là giờ Tân Dậu. Giờ Tân Dậu thì nó gặp cục diện là gì? Mão Dậu là xung. Đấy. À, ngày Quý Mão thì giờ Dậu chúng ta không dùng. Đấy. Hơn nữa nó lại có gì? À, có tham lang, có ngũ quỷ, có thời phá, có thổ tinh, có cửu xú. Vậy nên xấu nhá, quý vị lưu ý không dùng. Tiếp theo chúng ta xét 19 đến 21 giờ là giờ Tuất. Giờ Tuất thì nó sẽ là giờ Nhâm Tuất. Giờ Nhâm Tuất thì nó có gì? Mặc dù nó được nhiệt hợp, nhưng nó lại có la hầu, có thiên quan quý nhân, lục hợp, hữu bạch. Đó. Vậy nên là gì? Cái giờ này cũng muộn rồi, chúng ta cũng không nên thắp hương nhá. Tiếp đến là giờ 21 giờ đến 23 giờ là giờ Quý Hợi. Giờ Quý Hợi thì nó có gì? Huyền Vũ Hắc Đạo, có triệt không. Đấy. À, bên cạnh đó thì nó cũng có tứ đại các thời, có tam hợp, đế vượng, kim tinh và tỷ kiên. Nó cũng là một khung giờ tốt đấy. Nhưng mà quý vị làm gì được, nhưng mà gì? Thắp hương thì cũng không nên. Đó. Như vậy là gì? Trong ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch ngày Quý Mão này thì chúng ta sẽ có 4 giờ tốt để cho quý vị tiến hành công việc thắp hương. Đấy, để gì? Gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình. Đó là những giờ sau. Một là từ 5 giờ đến 7 giờ là giờ Mão. 2. Từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Thìn. 3. Từ 11 đến 13 giờ là giờ Ngọ. 4. Là từ 13 giờ đến 15 giờ là giờ Mùi. Đó. Đó là 4 cái khung giờ tốt, 4 khung giờ hoàng đạo để chúng ta tiến hành công việc thắp hương cho được thuận lợi, may mắn và hành thông. Đấy, cầu gì thì được nấy. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa sử dụng cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư để tìm ra cho quý vị những ngày giờ tốt để chúng ta tiến hành thắp hương trong cái ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch. Thì ngoài cái việc chọn ra giờ tốt ấy, thì trong quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư này cũng sẽ gì giúp quý vị và các bạn có thể lựa chọn được ra rất nhiều cái ngày tốt cho mình. À, tất tần tật khoảng hơn 70 ngày. Đó. Quý vị từ ngày khai trương động thổ cắt móng chân móng tay đến ngày cắt tóc đến cả những ngày động thổ khai trương nhập trạch hoặc là gì? À, những cái ngày mà bốc mộ cải táng sang cát hoặc là chăn nuôi gia súc gia cầm hoặc là những ngày mà chúng ta tiến hành mọi việc như là gì trồng trọt chăn nuôi thì đều có cả trong cái quyển sách là Ngày Tốt Toàn Thư. Thì quý vị có thể thỉnh quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để gì thỉnh quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư. À, chúng ta thì tự xem ngày tốt cho mình mà không phải nhờ bất kỳ ai. Đó. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái giờ tốt thắp hương trong ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch. Đấy. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.